Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của Lợi để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Sau đây mời quý vị và các bạn mình vô gặp Lợi cái ha. Trước cửa nhà Lợi còn mỹ nhân cao mà quá xá luôn. Chào em. Dạ chào anh Tức. Xin kính chào toàn thể quý vị. Thì ngày hôm nay là có về một số phôi tứ quý cũng như là phôi mai vàng và một số bông mỹ cam muốn giao lưu cùng toàn thể quý vị. Thì địa chỉ quen thuộc của Lợi là ấp Hòa Long, xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại giao lưu là 0336 425 620. Thì hình thức ship của mình ngày nay là bao phí ship toàn quốc tất cả các phôi quý vị ơi. Rồi đây là cây số 1 là một phôi tứ quý. Rồi cho chiều cao nó luôn. Tay cành khá đều quý vị ơi. Chiều cao là 124. Dán lắc nhẹ ha. Lắc nhẹ. Nhẹ đoạn này. Dán nó chồm chồm vậy đó quý vị. 32 quanh chính xác. 34 để đây rồi, giao lưu như em 1.6 bao ship toàn quốc anh ơi. Rồi xuống cây mã số 1, mã số 2 tôi quý luôn, cao 86 chiều cao quanh 23 quanh chính xác. Rồi, báo giá luôn em ơi. Giá 700 bao ship toàn quốc anh ơi. Rồi, xuống cây. Hỏi không? Cái bay. Quá trời cái bầu. Mã số 3, tứ quý. Quý bay. Bay nha quý vị. Bay à, 44, đẹp. Này thế đó quý vị. Này đánh cành đổ cũng được anh. Đổ cành đây lên đây chơi cũng được ha. Rồi, quanh em nói luôn. Đo vị trí này nha quý vị. 28 29 29 hả? 29 quá anh. À, nguyên cái bộ đế đó. Này ghép mà hai boy là chơi hết ý ha. Rồi giao luôn nha em. Giá 1.3 bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây luôn. Số 4. Rồi cho chiều cao em nói luôn. 123 tính tầm 1. Đó, nó vậy đó quý vị. Đây. Quanh. Rồi, quanh cái báo giá luôn. 23, 24, 23. Giao luôn như đây. Dạ, cái này luôn giá 650. Xuống cây luôn. Ý. Vậy. Dán sao đây? Muốn vậy cũng được. Vậy cũng được. Rồi. Đó. Cho chiều cao nó luôn. Tay cành đặt kẹo ha. Đó. Rồi sao giờ nó làm tùm lum rồi. Đây chơi dán trực được nha quý vị, này đến không? 141. Đó, đúng dán đó rồi quý vị. Rồi, cho quanh nó luôn em. Vị trí này là 30. Rồi, để đây. Đó quý vị. Nôm đẹp ha. Rồi, cho luôn như em. Giá 1.500.000 à. Rồi xuống cây. Quá trời. Đó. Số 6. Tay cành cũng đặt luôn. Tử quý luôn nha quý vị. Tử quý quý vị ơi. Rồi cho chiều cao nó luôn lại ơi. 135 anh ơi. Số đẹp, số đẹp, số đẹp. Này đẹp không? Rồi, quanh. Vị trí này là 31. Rồi. Rồi, báo giá luôn. Cái này giao lưu giá 1.8 bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây. Một vợ ba con mạnh quá. Thêm đứa nữa là hết pin nổ luôn. Mã số mấy rồi? 7. 7. Số 7, tứ quý luôn. Đã cần cũng quá xa và xa. Mã thước anh ơi. Rồi, mét rưỡi ha. Cái này dán trực như vậy nè nha quý vị. Dùm cây lên. Rồi. Đó, tay cần ra. Để đây quý vị. Để đều ra. Đó. Có cái hàng gì em? Chồng con cua gì đó. Rồi, cho cái quành cái mình báo giá cho quý vị luôn. 31 quành. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Giá 2.000.000 bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây. Mã
số 8 quý vị ơi, tử quý luôn, tay cành đẹp luôn. Hết tướng anh ơi. Rồi, cách rửa nha quý vị. Đấy này quý vị, để đều quá. Tử quý gầy mua căng lắm nha quý vị, 30 quanh. Rồi, giá 1.9 anh ơi. Để đều, tay cành đều. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 9. Hết thuốc. Rửa luôn, tay cành đều luôn. Lô tứ quý này tay cành đẹp quá. Tha hồ ghép luôn quý vị ơi. Đấy cũng đều. Quành trên đây đi, dưới cắn cái cục à. 30. Rồi. Né cục này là 33. 3. 2 triệu luôn quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Ý, coi chừng. Rồi, mã số 10. Tử quý luôn quý vị ơi. Xịt tược rồi. Đó, cũng tược ha, mạnh cây ghê ha. Rồi. 119. Tay cành cũng đều nè. Đấy thì quái. Y như chiếc xuồng, cánh bườm. Xịt tàu đó. Tàu gì đó. Rồi, cho cái quanh cái cột cờ quý vị ơi. Vậy mà ấy. 26, 37 đúng không 6? À, chiếc tàu đang xây xây đó quý vị. Giá rồi. 700 bao ship tàu quốc quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Anh phụ tôi ơi. Không nổi à, một người không nổi là cây tứ quý này nha. Rồi dán nói là dán siêu ha. Siêu. Rồi. Mít chín anh ơi. Khoảng 2 mét hơn đó quý vị. 2 mét có hơn. Cái này da chạm bị gãy. Sao nữa ra ra cành mới mà, được mới mà. Quá trời luôn. Quá xa tay cành trên ha. Cành đặc hết nha quý vị. Trên giót giót cây luôn đó. Ba mươi chín quanh. Thiệt không? Thiệt. Hay quá. Đây đấy đây quý vị. Mấy cọng rễ chòm ha. Rễ cũng nhiều nha quý vị. Đủ rễ hết luôn. Cọng cũng khá. Tới anh không? Chắc không tới đâu. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, cái này giao lưu giá 2 triệu rưỡi, bao ship tàu quốc. Rồi, xuống cây. Con voi. Rồi, mã số 13. Đó, giống không? Nè. Đầu cái dồi chân chân mình đuôi tùy mọi người tưởng tượng lại nó tưởng tượng hay vậy đó đó vậy đó tưởng tượng ra dồi mình thấy con dồi mà thấy cái dồi nè rồi cao 66. Bốn mốt của anh. Rồi. Rễ nào nó bự 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 không? Bự luôn à. Hết sức bộ rễ ha. Đây. To to. Hết sức luôn à. Rồi giao luôn nhiêu đây? À. Nó. Phát cái này à. Phát cái dồi đây ha. À. Giá 5 triệu rưỡi bao phí ship tàu quá anh ơi. Rồi. Xuống cây luôn. Máy vàng. Rồi. Dạ, hết tư quý rồi. Dạ, vô được. Rồi hết tứ quý nha quý vị. Bây giờ qua mai vàng quý vị ơi. Ở số 13 quý vị ơi. Hồi nãy cây dôi nãy là 12 nha quý vị. À, cây tứ quý trước cây này là 12 ha. Dôi gì đó. Nói vậy đó. Sao mốt chiều cao. Dôi có lợi. Rồi quanh. Né cục rồi. 30. Mốt yếu 30. Rồi. Xây dòng để luôn. Rồi, giao luôn nhiêu em? Giá 1 triệu bao ship toàn quốc anh ơi. Rồi, xuống cây. Cây đó có cái lỗ mà nó xa mà nha quý vị. Quên báo. Mã số 14. Con gì đây? Là núi hả? Không biết con gì nữa. Con gì đây? Cây này kéo nhựa mạnh lắm rồi nha quý vị. Nè. Kéo nhựa.
chiều dài nó là 58, quanh nó quanh 37, 37 quanh đó. 2 triệu bao ship toàn quốc rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 15. 49 anh ơi. Rồi, quanh luôn. Sức tự cái. 34. Đó. Để con này nó to to không ha. Rồi, giao luôn nha em. Cái này giao lưu giá là 1,5 triệu bao ship toàn quốc anh ơi. Rồi, xuống cây. Ôi nặng nặng. Đây rồi đó, đó là bạn nè. 16. Này đóng có tôm toàn dù. Cửa đây là cái ra tượng đây, ví dụ bẻ đây là đều luôn nha quý vị. Đây ra cái cắt lên thiên ra tượng nó là đều luôn rồi. Rồi, cho chiều cao em nói luôn. 133 chiều cao. Đấy đây quý vị. Dữ ha. Dữ. Ba mươi bảy của anh, 38 yếu 37. Rồi chính xác. 2,5 triệu bao ship toàn quốc quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Cao. Cái kéo nhựa mạnh ra anh ơi. Cái này có hiện tượng gì đây? Không biết hiện tượng gì đây. 130. Hiện tượng gì mà kỳ đây? Dần dần cái lại. Đây, hiện tượng gì mà kỳ đây? Đây, trong cái gần mấy cái nách nó nè quý vị, lục cục ha. Ở đó, trên cũng có mà dưới cũng có, giữa cũng có. Đây nè. Ở dưới đây thì cũng bị nhiều nè. Này bự hơn nè. Nó bự nè. Nè dưới đây nè. Mây lên màu. Ở đây, đây giữ nè. Đây giữ nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Đó. Rồi, quanh luôn. 33. Nguyên bể ha. Nguyên bể. Số đều hết lên đây quý vị. Đây, đó. Thấy cái mặt tiền đây chơi. Đó. Xem lại xíu nữa. Oh. Rồi giao luôn nhiêu đây? Dạ giá 3,5 triệu bao ship toàn quốc anh ơi. Rồi xuống cây. Mã số 18. Nói vậy là xin gì? Cái chục cây đây. Rồi cho chiều cao nó luôn. Hiện tượng gì đây? Hiện tượng gì đây? Cứ để đó vô coi. Coi coi nha quý vị, 98. Đâu. Để vô coi kiểm tra quý vị, hiện tượng gì đây? Không biết gì. Nó là như vậy, dáng nó vậy nha quý vị. Đây. Đây rồi ha. Rồi, để hiện tượng gì để anh kiểm tra. Không biết cái gì nữa. Đây có cái mà cắt cành rồi đó, ta cắt nè. Đó hiện tượng nè. Ê, đó. Kiểm tra. Đó. Nè, hơn ngón tay của lại để vô nè, dày hơn nè. Cái bề dày của cái cục đó đó ha. Ừ. Đây nữa nè. Đây nữa nè. Rồi. Nè, đây cục. Cục gì nè, bú ác tính. Bú nó khó trị. Khó trị lắm. 43. 43 của anh. Đây, để nôm nè quý vị. Rồi báo giá luôn. 2,8 triệu bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Dán siêu. 19. Rồi 19 dán siêu siêu ra quý vị ơi. Khoảng nửa tiếng nữa chạy xuống. 129 anh ơi. Rồi 129 ha. Ra từ điều hết ha. Sung dữ ha. Sung sung sung. Xịt dữ. Sung quá xịt quá rồi. Rồi quanh 37. Chính xác. Để đây quý vị.
hết sức để luôn. Đó. Giá 1,2 triệu thu hồi vốn quý vị ơi. Cộng to luôn á. Rồi. Rồi. Rồi lên cây mới luôn. Tông cao. Đang vô. Rồi, tông cao đây. Rồi ước lượng chiều cao nó lên lại ơi. 2 mét. Rồi 2 mét nha quý vị. 1 mét. Anh mốt nha. Quanh 30 yếu. 30 yếu tính 29. 30 yếu. Nghe coi. Dạ 900. Rồi ra ngoài đi anh ơi. Ra ngoài mấy cây mai, mai lớn. Mã số tiếp theo. Số đẹp 21. Cây đẹp. Số đẹp. Đó mã số yêu thích của bạn Lợi đây quý vị ơi. 139 anh ơi. Rồi 139. Dán nó vậy đó quý vị. Chọc đọt hang. Dạ. Đây có cái mặt cắt rồi đó. Rồi có một mặt cắt. Trên đây cũng có một cái nữa ha. Đây có một cái nữa. Hai mặt cắt ha. Rồi để giữ nha. À để đó quý vị. Quành ở vị trí này là 42. Rồi 42 quành. Vị trí này nè quý vị. Nè. Rồi. Dài độ sổ của rễ khoảng nhiêu đây em? Hết sức cái đầu sổ của rễ ha. 35. Còn nguyên cái củ từ chỗ thắt thắt này cho em. Đây đo dưới, đây. Ở dưới khoảng này, này đi, đo khoảng này trước đi. Đó hả? Khoảng này là 77 nè. Thôi khoảng này đi. Ờ ý anh nói là khoảng đó đó, chỗ cái rễ thắt thắt này nè. 100 mấy à. Hả? 100 chẳng anh ơi. Ờ 101. Còn nguyên cái quanh cái cục đất này là tới ngoài đế luôn nha quý vị, nè đế nó ra tới ngoài đây luôn ha. 20. 200. 40 rồi 200. 199. Rồi cái nồi đế này là 200 ha, 2 mét. Đây. Lại lại qua bầu. Kia lại lại qua anh kia lại ơi. Dạ đánh ra được cái bầu cho quý vị chuẩn bị chậu nha quý vị. 79. Rồi vô chậu 1 mét đi. Vô chậu 1 mét đi cho nó đã. Đây, lại ngồi xuống rồi lại. Đó, đặng quý vị thấy cái bộ đế nó với lại ha. Bộ đế thì quá bự luôn đó, so với lại ha. Thì nó là quý vị. Đó, ở này mặt nào cũng mặt tiền được. Mặt này thì đẹp hơn. Dữ hơn. Ừ. Cái rồi sẽ tiếp em cây mình đẹp mà bộ đế khủng quay đó, cho quý vị này nhìn. Cũng này. Ừ. Đó. Này cũng được nè. Đó. Đây cũng được. Ha. Đây cũng đẹp nè. Nói chung mặt nào cũng đẹp á. Đây cũng đẹp nè quý vị. Ừ. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Dạ cây này giao lưu với giá là 10.500 bao ship toàn quốc. Xuống cây anh em ơi. Rồi Mỹ Cam nha quý vị. 22. Rồi cao. Chân dài luôn. 133. Rồi 133 cao. Tượng quá tài tượng luôn rồi nè. À, đế giữ nha quý vị. Ra mạnh ha. Đế là đế giữ à. Thôi cũ chứ thôi. Đo cái hoành trên đi ha. Mấy? 6. 6. Này được một cốt cao. Được thì ra mạnh nè nha quý vị. Rồi giao lưu nhiêu em? Cái này giao lưu giá 750 bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây. Mã số 53. Rồi cao. Cao đâu đây? Đây cao nhất. 116. Rồi thật ra quá mạnh luôn. Quá đẹp. Lá bự ha. Thoát thân 28. Nguyên lễ trường luôn nè. Ở dưới đây tược cũng ra quá xá luôn. Quá ha. Xá tược là cây sung lắm rồi. 10. Rồi giao lưu nha em. Dạ. Cái này. Cái này giao lưu với giá là 1,1 triệu bao khí ship toàn quốc. Rồi. Xuống cây. 24. 24. Cái đó quấn luôn. Cái đó quấn màu lại mới được. Cao. 74. Này bãi đế rồi là dữ lắm nha quý vị nè. Để trường bự chảng ở dưới đây nè. Đó. Đây qua này. 7. Rồi giao lưu nhiêu đây? Cái này hả? À? Ừ. Cái này giao lưu giá 1,2 triệu bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây. Rồi cây Mỹ Cam lớn.
Rồi mã số 25 phải không em? 25. Rồi một cây mỹ cam. Mỹ nhân cam. Khá là bự nha, cái củ khá là to nha quý vị. Cây này lâu lắm quý vị ơi. Chủ nhà nói không biết bao nhiêu năm. Rồi, cho tán ngang với chiều cao nó luôn em ơi. Tán ngang mét rưỡi em ơi. Rồi, cao. Dư nhiều lắm á. Cái này vô kẽm chơi là hết ý quý vị ơi. 110. Rồi, cao 110, ngang mét rưỡi. Mỹ cam. À. Mỹ nhân cam. Bao mỹ cam nha quý vị. Mỹ cam trả tiền lại. Đây quý vị, nguyên bụi này ha. Bụi này bự dữ á. À. Chỗ này nó bị lũa xử lý quét keo rồi nha quý vị. Nó lũa chỗ đó đó quý vị. Rồi. Rồi cho tổng quanh cái củ này em. Em đo cái củ này thôi. Củ lớn thôi. Đo hết tổng củ luôn đi. Bỏ cây nhỏ này ra. Bỏ nhỏ. Nhỏ, nhỏ, nhỏ phiến mãi đi. Rồi. Nhỏ phiến mãi đi, không tính tiền cây đó luôn. Năm mấy? 53, tính 52. Đây. Rồi. Đó quý vị, đo tuốt ở trình trên đây luôn nha. Đó, đo nó lên tới trên đây luôn chứ không lọt dưới đây nè. Rồi, đo những cái chỗ eo ha. Eo á. Eo nó đó. Đo phải. Đo như đo Ngọc Trinh nha, đo phải đo ngay eo. Rồi. Để đem đo cái. Cái gì? Cái hoành một thân đại diện đây nó. Đây đi. Đụng nào chụp đó đi. 12. Thằng này lớn hơn nữa nè. Thằng đó chắc khoảng 15, 16 gì đó. Rồi. Củ này anh giao lưu bao nhiêu đây? Dạ cây này giao lưu giá là 6 triệu rưỡi bao phí ship toàn quốc. Rồi 6 triệu rưỡi nha quý vị. Dạ. Cây này cũng là cây cuối chưa em? Cuối clip. Rồi cuối clip nha quý vị. Rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Quý vị thích cái nào cứ alo liền cho lợi nha quý vị. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.